tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với hậu trường của Muốn Nhìn Đêm. Và ngày hôm nay là ngày quay đầu tiên và những cái cảnh quay đầu tiên luôn. Và chính là Phúc đang quay những cái cảnh gì đó mà phản đấu ca từ thì với cả Linh ấy mọi người. Chúc mọi người xem phim mọi người sẽ rõ ha. Vâng, thì